Và hôm nay đến đây Tuấn cũng có mang thêm một chút quà nhỏ. Quà đấy là quà tinh thần. Tuấn sẽ mời mọi người đến với phần thực hành bên Johnny. Mình sẽ hướng dẫn mọi người từ cơ bản đến nâng cao nha. Vì cũng có thể đấy, có nhiều người biết rồi nhưng cũng có thể là nhiều người chưa biết. Đây, bước đầu tiên là mọi người tải cái phần mềm Discord, là phần mềm này nhá. Đây, đây chính là cái phần mềm Discord để mọi người có thể sử dụng được Midjourney. Và sau khi mọi người tải về rồi á, thì cái giao diện của nó là như thế này. Và mọi người phải đăng ký tài khoản để đăng nhập. Rồi sau khi mọi người đăng ký vào là sẽ có giao diện như thế này. Mình vào phần ở dưới room newbie 2. Đây, đây là cái giao diện. Đây, mọi người có thể hình dung quan như thế này để mình lượt có mọi người có thể xem nhé. Đây. Rồi, để bắt đầu với một cái lần cơ bản ấy, thì mình sẽ hướng dẫn mọi người là mọi người sẽ nhập vào cái lần ở đây này, ở dòng dưới này. Mình bấm vào Set Image. Đây, image nghĩa là hình ảnh đấy. Rồi mình sẽ mình điền cái lời nhắc của mình vào. Ok, ok, mình ấn vào nhé. À, đây, bây giờ mình sẽ giới thiệu mọi người để làm sao để tạo nên một cái phòng khách với phong cách luxury có tông màu trắng. Đây, cái pom cơ bản là nó như thế. Đây, mình sẽ gỡ. Cái cấu trúc pom là bao gồm đối tượng mình muốn tả này. Rồi phong cách là gì? Có màu sắc là gì? Cái bối cảnh xung quanh nó như thế nào? Và cuối cùng là cái size của hình ảnh. Rồi ok, bây giờ mình sẽ gõ pom vào nhé. Rồi mọi người đợi một xíu nha, nó đang loạt đấy. Trong khi đợi hình đang loạt ấy, mình cũng chia sẻ một chút kiến thức về Midjourney. Midjourney được ra đời từ tháng 7 2022 cho đến bây giờ nó khoảng được 1 năm rồi. So với cái thời điểm ban đầu, bây giờ nó rất là phát triển, rất mạnh mẽ. Với thời điểm ban đầu nó hình ảnh ra xấu lắm. Nó kiểu mình nhìn quá là mình cũng nghĩ là không áp dụng được gì. Nhưng cho đến thời điểm bây giờ là cách đấy khoảng 3 tháng là phiên bản 5.0. Cái phiên bản đấy là nó cũng mình có thể làm thiết kế nội thất. Nhưng với cái đồ nội thất là nó sắp xếp được không được logic. Hình ảnh đen và nó cũng sắp xếp là hơi bậy bạ. Nhưng đến cái phiên bản 5.1 là nó đã có một sự khác biệt. Phiên bản 5.1 thời gian cách phiên bản 5.0 là 1 tháng. Nhưng chỉ một tháng thôi là nó đã rất khác biệt. Là từ cái hình ảnh nó không sắc nét lên đến phiên bản 5.1 là hình ảnh rất sắc nét và nó có rất là thông minh, là mọi vật dụng như thế này nó xếp rất là logic. Đây, để mình cho mọi người xem, chắc là bây giờ nó đã render xong rồi. Bắt đầu rồi nhỉ. Đây, mình chỉ gõ vài dòng lần cơ bản thôi. Đây. Đây. Nhìn rất là đẳng cấp phải không? Mọi người ở đây thích hình số mấy nhỉ, để mình có thể dùng cái thao tác nâng cao lên. Số 2, ok. Rồi ok, để mình chọn hình số 2 nha. Đây, hình số 2 là mình chọn U2 này. U2 có nghĩa là upscale 2, là nghĩa là mình chọn hình số 2 và mình phóng to nó lên. Còn V2 là có nghĩa là mình cùng phương án số 2 nhưng nó đi kèm cái option nó có thay đổi một xíu. Đây, rồi mình để khoảng 5 giây là nó sẽ có hình. Đây. Rồi đến phần Varnish Strong. Phần này có nghĩa là nếu mình click vào đây thì nó sẽ ra cùng 4 cái option. 4 cái option này có thể nó sáng tạo hơn nhưng cũng dựa theo cái phiên bản gốc. Còn phần Varnish Subo này thì nó có nghĩa là nó cũng ra 4 cái hình ảnh dạng như hình ảnh này nhưng nó khớp với cái form hơn. Còn phần về zoom out 2x và zoom out 1.5x là nó có thể phóng xạ, nó có thể lấy cái được cái phối cảnh nó rộng hơn. Như bây giờ mình thấy cái phần này nó hơi cái góc nhìn nó hơi hẹp. Mình chọn vào đây thì nó sẽ mình đợi khoảng 30 giây là nó sẽ ra cái
cái khung hình mà nó nhìn được từ xa hơn, nó bao quát được tổng thể hơn. Rồi này mình nói Midjourney ở phiên bản 5.1 ấy, đến 5.2. Ở 5.2 thì nó cập nhật thêm cái tính năng zoom. Mà mình cũng chắc chắn rằng cái tương lai khoảng vài tháng nữa hoặc đến một năm, Midjourney nó sẽ cập nhật thêm cái tính năng là góc nhìn khác. Vì hiện tại Midjourney nó chỉ có một góc như thế này, và nó chỉ có cái chế độ zoom thôi. Nó chỉ có chế độ phóng xa. Nhưng nếu với cái chế độ đấy là cái phiên bản 5.2 là nó chỉ có một góc thế này, và nó có vừa cập nhật tính năng là phóng góc nhìn nó rộng hơn. Nếu mà sau này nó có thể cập nhật lên cái tính năng 5.3, 5.4, 5.5 thì nó sẽ cập nhật cái tính năng là có thể quay góc thế này, nó quay góc toàn cảnh. Và nếu mà sau đấy nó cũng có thể cập nhật đến những cái tính năng dựa với nền, nó cũng có thể xuất từ lên 3D, có thể đưa. Và mình cũng có thể dùng mấy chiếc điện thoại mình đến công trình, mình gặp khách, mình chụp cái hiện trạng, và nó sẽ tự động set up ra cái một cái phối cảnh như thế này dựa vào trên cái POM mình nhập vào. Chắc chắn là tương lai nó sẽ làm được. Và cái nhà sản xuất bên này nó đã nói như thế vào khoảng gần một năm đến. Đây mọi người thấy chưa? Phần mềm này ngoài là hỗ trợ về kiến trúc nội thất, nó có thể hỗ trợ về photography này, rồi sáng tạo nhân vật này. Đây là hình ảnh sau khi nó phóng to ra. Đây, mọi người có thể thấy. Hình ảnh ban đầu nó như thế này. Và nó có 4 cái phương án option. Mời mọi người đến với một cái prompt nâng cao hơn. Để mình giải thích, mình sẽ dùng một cái prompt để thiết kế một hình ảnh phong cách với phong cách sang trọng dựa trên cái style cảm hứng của nhà thiết kế Lori Morris. Cái nhà thiết kế này là nổi tiếng thế giới dựa trên cái style luxury. Và mình cũng sẽ dùng cái góc nhìn từ xa, góc nhìn đối diện. Đây mình có cái lần này là ở nâng cao này, sử dụng vật liệu vàng, vật liệu inox ấy. Và mình có ở cái lần nâng cao này mình sẽ dùng giống ngoặc vuông, và cái phần mình muốn nhấn mình nó lên thì mình sẽ dùng trong ngoặc vuông. Và mình dùng tiếp là hai dấu là hai chấm và số 3. Cái số 3 này có ý nghĩa là những cái POM mà mình không trong ngoặc vuông là nó ở hệ số 1. Còn những cái POM ở trong ngoặc vuông có số 3 là nó là tỷ lệ nó nhân 3 lên. Nghĩa là cái phần này nó quan trọng, là mình muốn trong cái thiết kế của mình là nó có đặc biệt phải chú ý đến là nó phải có chất liệu inox. Đây, mọi người hãy thử xem nhé. Ở đây có cái dòng lần trừ AR 4:5, có nghĩa là cái kích thước của hình ảnh mình muốn tạo ra nó là hình ảnh dọc với tỷ lệ là 4:5. Trong lúc mọi người đợi, mình cũng muốn flash theo cái trào lưu là một xíu. Là ngoài về mình có thể tạo nên được những hình ảnh về nội thất, thì mình có thể về có hình ảnh về thời trang, về bố cục, về tất cả mọi thứ liên quan đến cái ngành artistic. Xin mời mọi người nhé. Đây là hình ảnh mình đã tạo ra trong quá trình nghiên cứu học hỏi. Đây, mọi người có thể thấy. Đây, mọi người có nhìn thấy này và đẹp nhân 1.5 lên nhá. Đây là hình ảnh một bông sen. Nếu mình mà áp dụng tốt, mình có thể dùng ở nơi các khu công viên, khu công cộng. Đây, ở đây là buổi triển lãm. Đây là ở phần triển lãm nghệ thuật. Đây, mọi người nhìn nó rất nghệ thuật phải không ạ? Cái bán đầu ấy, mình tạo ra những hình ảnh thế này là mình muốn nó cơ bản, không ngờ nó ra những cái kết quả mình vượt mức mong đợi của mình. Đây, cái này trong dành cho trẻ em. Đây là về thời trang. Đây là mình tạo một cái POM là từ thời trang kết hợp với nội thất.
lần đầu tiên mình tạo ra được những cái hình ảnh thế này mình rất là wow luôn. Đây, mọi người thấy thế nào ạ? Ê, ban đầu ý nghĩ của mình là nó cũng đơn giản thôi, nhưng không ngờ nó lại tạo nên được những cái hình ảnh đẹp như thế. Rất dễ thương phải không? Mọi người để ý màu sắc, nó dùng cái màu sắc nó rất là khéo léo. Nếu một người kiến trúc sư, một người thiết kế lần nghe cũng không khó mà thể có thể tạo nên một cái những sản phẩm thế này với rất nhiều option khác nhau. Rồi flat chừng đó thôi. Rồi mình quay lại về cái bom lúc nãy nhá. Đây. Đây, như mọi người thấy đấy, này mình có sử dụng thêm cái lần dùng inox nhiều và nó sẽ thể hiện ở bàn, ở ghế. Đây, mọi người thích hình số mấy để mình phóng to nó lên và dùng thêm những cái lần khác. Hình số 4, ok, mình chọn hình số 4 nha. Ê, mọi người thấy đấy, nó cái tỷ lệ phối màu nó rất là đẹp. Nó cảm giác như mình học từ xưa đến giờ vẫn không bằng một gốc của nó, bởi vì nó là học được tất cả cái dữ liệu từ trên thế giới và nó chọn lọc những dữ liệu nó mà nó ok, rất đẹp, để phù hợp nó sẽ đưa vào. Rồi mình thử đây, mình thấy theo mình nhá, cái phối cảnh này nó thiếu với phân tranh nên bây giờ mình sẽ chọn cái lần này này. Đây, cái dấu mũi tên đi lên là nó sẽ ra cho mình cái hình ảnh ở phía trên tranh. Đây, mình đợi xíu nha. Đây, chỉ khoảng một thời gian ngắn nữa thôi. Một người kiến trúc sư để tạo nên một sản phẩm thiết kế đẹp đúng với yêu cầu khách hàng, nó sẽ trải qua rất nhiều, và một cái đơn vị nó cũng sẽ cần phải một khoảng cần khoảng rất là nhiều người để tạo nên một cái công trình. Nhưng đổi những khoảng một năm nữa, mình chỉ cần khoảng vài phút thao tác, mình đến công trình, mình gặp khách hàng, mình xấu cái hình ảnh thiết kế, cái phương án thiết kế lên cho khách hàng xem. Ồ, phần này nó hơi ảo, phần này hơi lỗi. Đây, như mọi người thấy hình số 4 là nó có vẻ ok hơn phải không? Đây, mình chọn hình số 4. Ôi da. Đây, xin mời mọi người. Rồi, chúng ta có thể dùng thêm vài thao tác, nó sẽ có thể bên này, thấy bên này nữa, nhưng thời lượng chương trình đã hết. Tuấn xin mời anh Đạt lên thể hiện phần của công cụ AI Stable Diffusion. Xin mời anh.